Tin giáo sứ Lái Thiêu Thiếu nhi giáo xứ Lái Thiêu chia sẻ bác ái mùa phục sinh. Do tình hình dịch bệnh mà đến tận phục sinh năm nay, tất cả các em thiếu nhi mới có cơ hội đi ra ngoài. Từ mùa vọng đến mùa chay, từ Giáng sinh đến phục sinh, qua phong trào phát động nuôi heo đất đến nuôi trâu đất, qua sự hy sinh đóng góp tất cả các bạn thiếu nhi và các mạnh thường quân, giúp cho việc bác ái mùa chay được thêm phần ý nghĩa hơn. nhi thánh thể cho mùa phục sinh năm nay là mái ấm nhân hậu gần nhà thờ chánh thiện nơi chăm sóc các cụ già neo đơn và các chị em khuyết tật do các sơ dòng thừa sai bác ái chúa kitô cộng đoàn thánh vinh sơn phụ trách và nhà tình thương họ đạo bún nơi đang cưu mang 77 em mồ côi các em ở các vùng cao khó khăn và những em nghèo hiếu học do các cha và các thầy dòng omi phụ trách có tất cả 150 người tham gia chuyến đi, bao gồm cha phó, thầy giúp xứ, quý sơ phụ trách, các anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, đội trưởng và các em thiếu nhi được chọn qua phong trào phát động đi tham dự thánh lễ trong năm, các em học sinh xuất sắc của học kỳ thứ nhất và các em lớp vào đời. Cả đoàn được chia thành hai nhóm, 75 người trên một nhóm và mỗi nhóm phụ trách một nơi. Ở mỗi nơi, các bạn thiếu nhi đã được những trải nghiệm khác nhau khi tham dự thực tế từ nhà thờ lấy thiêu đoàn khởi hành ngay sau thánh lễ thiếu nhi kết thúc và điểm đến của nhóm 1 là nhà tình thương họ Đạo Bốn. Các em thiếu nhi thánh thể có dịp hòa mình chia sẻ tình liên đới với các em thiếu nhi tại đây qua các trò chơi thi đua do các anh chị huynh trưởng, đội trưởng chuẩn bị chu đáo. Nhìn sự lăn xả hết mình, hòa mình và đặc biệt là những nụ cười tươi rói, quên lối về của tất cả các bạn thì ai cũng có thể cảm nhận lây niềm vui này. Các bạn thiếu nhi thánh thể chơi hết mình và tặng quà cho các em thiếu nhi cũng như gửi chúc hy sinh của tất cả các bạn thiếu nhi thánh thể đã làm cho mùa vọng và mùa chay vừa qua. Nhóm thứ hai đi xa hơn một chút là đến mái ấm nhân hậu. Tại đây có tất cả 35 cụ già và các chị em được chia làm hai khu vực. Khu vực chăm sóc những cụ già, các chị em bệnh nặng, khuyết tật và khu vực dành cho các chị em lành lặng còn khỏe mạnh. Từ ngoài cổng bước vào sẽ có ba phòng phía bên tay phải và nơi đây dành cho các cụ và các chị em bệnh nặng và khuyết tật. Đi lên một con dốc nhỏ là nơi cư ngụ của các bà cũng như các chị em khỏe mạnh và lành lặng. Tinh thần của các thiếu nhi thánh thể được phát huy liền ngay sau khi bước vào. Các em thiếu nhi thánh thể đã trực tiếp hỏi thăm và tặng bánh và chứng phục sinh cho các cụ các bà và các chị em, tuy có những em nhỏ thuộc ngành ấu, lúc đầu còn hơi e thẹn rụt rè nhưng rất nhanh chóng đã hòa nhập. Các em có cơ hội nói chuyện với các bà, các cụ và các chị em, hỏi thăm động viên, lắng nghe và cùng nhau múa hát tạo không khí vui vẻ và ấm cúng, cũng như gửi đến quý sơ chút ít hy sinh của các bạn để góp phần nhỏ trong việc chăm sóc các cụ bà và các chị em neo đơn khuyết tật. Qua buổi chia sẻ sẽ... Các em cảm nhận tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân của các cha, các thầy dòng ô mi và các sơ dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô, cộng đoàn Thánh Vinh Sơn. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không cần toan tính. Kỷ niệm đẹp này sẽ là hành trang quý báu, giúp đời sống nhân bản và thiên liêng của các em rất nhiều.